Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phú Quốc Vlog. Hôm nay là một cái video đặc biệt để chúc mừng cho trại chủ Ác Nhân Cốc lọt vào top 5 những chú chó đắt nhất Việt Nam. Để anh em cho một tràng pháo tay. Không biết trước đây là anh đã có giao dịch với những chú chó đắt hơn bao nhiêu nữa chăng nữa, nhưng mà không được ai công nhận, mà chỉ có hôm nay, đặc biệt là hôm nay mới được anh em, toàn anh em giới chó Phú Quốc Việt Nam công nhận là anh là lọt vào top 5 những chú chó đắt nhất Việt Nam. Nếu những anh em nào mà không tin thì cứ lên Google search có con chó tên là Lai. Xin nhắc lại với anh em là con chó tên là Lai chứ không phải con chó Lai nha anh em. bị đánh sập bởi chó con gì đó, thế tôi cần chặt để tự lường. Dù là anh là người có thâm niên trong giới chơi chó Phú Quốc nhưng mà anh cũng vẫn phải xếp sau đệ tử mới lên. Vì đệ tử của anh là quá giỏi. Tao tính được 2 điểm là 5 điểm và 10 điểm rồi, tao là cái 5 điểm trung bình rồi. Tao đi lại. Đó đi học 5 điểm là mừng hết mày ra đó. Hôm nay đặc biệt là có những món như là vịt cỏ Vân Đình đúng không? Vịt nướng Hồng Kông. Còn tôm này là tôm gì? Tôm sú đại dương, hấp bia, tôm hấp bia, còn chip chém chép hả? Chip ốc bươu vàng, mua từ Vũ Hán nè, ốc bươu vàng. Còn đây là bộ súng dê, bộ súng dê 22 năm tuổi, mà hồi nãy nghe anh Luân nói là hình như là bỏ tủ đông mất 1.5 năm rồi chưa ăn, không biết hôm nay anh có sao không? Rót ly đi. Ly đi tới. Rồi, đây nè, ly đang còn nè. Có hộp ly đâu rồi? Thiếu ly kìa. Đúng rồi, ly anh nè. Ai nhậu say nha. Hôm nay có nhậu say đây. Mừng top 5 mà cũng là mừng cho anh em trong giới chó Phú Quốc, là chó Phú Quốc vẫn không mất giá, không hề mất giá. Không hề mất giá. Không hề mất giá. Chưa bao giờ mất giá. Qua đây. Giá trị là do anh em tạo ra thôi. Mừng bữa nay có bà mới, bạn lại đặt. Và đây đặc biệt là anh Tế chủ nhà nè. Anh Tế có biệt danh là Tế Gián Điệp, hội nào anh cũng biết. Hội nào anh cũng hay. Cảm ơn mình, anh đây Bình Dương nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tế chủ nhà đã tạo điều kiện cho anh em làm một cái tiệc nha. Tế bưng cái này ra. Giống mùi xăm đó. Bưng cái này ra để khoe với anh em. Đây chai rượu sâm là anh Tế đã ngâm cũng cỡ 10 năm rồi. Là anh siêu tầm rượu sâm luôn. Mấy mình đổ đi cái rượu sâm uống ngọt quá. Nhà nó khắp nhà rượu không? Ủa anh có hết bên này rồi mình chuyển qua bình khác cho rượu này ngọt quá. Xin nói tiếp lại là anh Luân là hiện tại bây giờ là anh đang quản lý 100 đầu đầu chó nha. Lọt được top 5 của Việt Nam. Rồi ăn miếng nè, thì cứ quay tự nhiên. Ăn em. Đây cái này cho vô giữa đi. Giữa đây còn cái vịt bên này có nè, cho vịt qua bên đó đi luôn. Bỏ đây bỏ này đi. Đổ cái đầu qua. Không, nghĩ là cái này nè, bỏ qua đó đi, cái này để vào giữa đây cho anh em tao bóc. Đúng rồi đó, anh Luân dở lên đây em. Cái này quá trời mồi luôn. Cái dĩa kia bên kia nè, được rồi. Đây nè, đây có một cái dĩa rồi. Bên đó đưa dĩa qua bên đó đi. Đây nè, cho ta ăn với. Tôm cũng chia đôi ra. Chia đôi anh. Bỏ tôm đó, lấy cái dĩa đó, hai cái dĩa đó. Lẩu à? Mấy hàng đâu, quần quần nãy đến đó không? Chỉ là chia sao, chia con nhỏ đây, con bự con kia hay là con nhỏ đây? Sao cũng được, gấu cũng được, tôi ngồi giữa mà. Lâu lắm em còn này. Cái dĩa đó, chị tôi chia ra, có một cái dây nồi đằng sau kìa, cái nồi đằng sau bỏ xương kìa. Cái đó em chia thêm ra đây đi. Hôm này ngân nó ngồi bên này nó ganh tị, nó không được ăn. Bàn vàng lắm. Ăn mừng linh đình luôn. Top 5 mà giỡn. Top 5 mà lớn lắm chứ bộ. À, top 5 Việt Nam. Top 5 Việt Nam. Việt Nam có 100 triệu dân mà hình như là có đó 100 triệu dân thì có phải có hơi có khi là hơn cũng phải chừng chục triệu con chó, mà trong khi chỉ có mỗi 5 con chó là được lọt vào top 5 thôi. Không, mà anh Linh vẫn còn top 1 ở một lĩnh vực nha, là chuồng chó đẹp và rộng nhất Việt Nam. Chài chó mà lớn nhất Việt Nam luôn. Dám khẳng định luôn là chài chó lớn nhất Việt Nam. Rồi đây.
Và lộn xào nhất Việt Nam cũng là anh luôn. Lộn xào nhất Việt Nam cũng là anh luôn. Giá chó mà top 5 thôi là anh Lưng là chỉ xuống top 5 thôi. Chứ còn nếu như mà nói về chạy với lại quy mô của chuồng là vẫn còn top 1. Nếu mà chạy độc nhất là của em, duy nhất con. Còn đây là anh Lợi là đại gia đồ gỗ khu vực Bình Chánh. Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Thế anh em mà có mua những cái đồ, ba cái đồ gỗ này. Đây là những cái tượng như vậy nè. Đấy. Quá trời luôn. Có hợp đâu rồi nghe không? Đó thì liên hệ với anh Lợi nha. Má anh em làm vui quá ta. Còn một số anh em nữa mà vẫn chưa đó. Anh ngồi xe xoay tí xíu, em để cái camera đây. Nước nóng lắm, đồ nóng không á. Để ngồi yên đi, lấy không. Chứ cũng dịch ra mà mua thôi. Đi em. Giỡn nào. Tắt chưa thấy? Tắt cái gì? Đang lái vậy hả? Chưa lái đi chứ. Ủa đấy giờ mày lái hả? Điên. Tao nói tao làm việc mày. Ấy lại chứ. Không thì phải trực tiếp nó mới thật. Ở cái môi trường này có cần miếng chanh không? Có chanh. Top 5 nhá. Nó vô liền. Kéo ra đi hơi. Kéo top 5 không? Kéo top 5. Rất hạnh kéo top 5 hay gì đó rồi đây mày. Rồi rồi. Mày nói gì chứ? Được ngồi kế với lại top 5 chó đánh kích Việt Nam. Top 5. Mình được anh em mình đang là vua chó, là bán chó nhanh hơn đĩa giấy. Nhưng mà vẫn thua, không được lọt vào top 5. Thôi. Đó, cho nên là phải làm cái bản top đó. Có 5 con mà đứng top 5. Quá đã. Ngon. Sao mình thua không vậy? Hết ngắm. Thôi nói vậy xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Kết thúc video tại đây để cho anh em ăn nhậu để chém gió là cho nó thật, chứ không là mất công là cứ phải nói chuyện là cứ phải nhìn mặt né nhau mệt lắm. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.